đưa tới này chị bên này nè. Dạ rồi, xin chào cô chú các bác gần xa. Thì hôm nay con có về được một số phôi bông trang đỏ lá nhỏ, vàng lá nhỏ, với bốn phôi giấy Mỹ và một số me thân củ quái cô chú, và một số linh sam sam trái và sam siêu bông. Rồi con xin giao lưu cùng các cô các chú các bác. Địa chỉ của con là ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại con là 0932 233 513, cũng là số Zalo luôn nha cô chú. Cô chú có xem kênh thì nhớ ủng hộ kênh và ủng hộ cho bãi kiển con chân thành cảm ơn rất nhiều nha cô chú. Rồi con không làm mất thời gian, con vô cái số 1 luôn nha cô chú. Số 1 là vàng lá nhỏ. Bông trang vàng xưa lá nhỏ nha cô chú. Rồi này là mã số C1 nha cô chú. Cây này củ rất là to nha cô chú, có đế nha. Rồi con xin hảo thông số cô chú tham khảo nha. Chương trình của con vẫn là bao ship và bao sống cho cô chú tới nhà nha. Rồi hoành thân là 19 nha cô chú. C1 nha cô chú. Rồi chiều cao thì được 16 nha cô chú. Vàng lá nhỏ. Rồi lên mã số C2. À quên. Dạ cái mã số C1 này con xin giao lưu với cô chú là 600.000. C1 600.000. Tiếp theo là mã số C2 nha cô chú. Cây này nguyên củ đặt kệt đế luôn nha cô chú. Đặt hết. Rất là đẹp cây nha. Giót cây lắm nha cô chú. Những cây này con bao sống cô chú tới nhà hết nha. Đây đâm mục hết rồi nha cô chú. Rồi con xin đo thông số nha. Chiều cao được 17 nha cô chú. Rồi cái hoành tại vị trí này được 21 nha cô chú. Con tính 20 thôi ha. Nguyên cái hoành cũ đặt của nó được 37 nha cô chú. Rồi mã số C2 cũng là có giá là 650.000. Con bao ship cho cô chú tới nhà nha. Tiếp theo mã số C3. Mã số C3 nha cô chú. Rất là đẹp nha. Rồi con xin hảo cái thông số cô chú tham khảo ha. Rồi cái hoành được 20 nha cô chú. Những cây này có đế hết nha cô chú. Rồi chiều cao được 18 cô chú. Rồi mã số C3 này con xin giao lưu với cô chú là 500.000. Tiếp theo là mã số C4. Những cây lên tược đâm mục sống hết trơn nha cô chú. Sống khỏe hết rồi nha. Đây đâm mục hết rồi. Đó, vàng đế thì cứng ngắt luôn. Này là vàng lá nhỏ nha cô chú. Bông trang vàng lá nhỏ. Rồi con xin đo thông số nha. Rồi thông số là hoành thân được 19 nha cô chú. Chiều cao được 22. Cây trang vàng lá nhỏ này con xin giao lưu cô chú là 600.000. Tiếp theo là mã số C5. Mã số C5 nha cô chú. Cây lên tược sống khỏe hết rồi nha cô chú. Vàng đế có nha. Cây vàng đế có. Rồi con xin đo thông số nha. Rồi cái hoành được 18 nha cô chú. Hoành được 18. Chiều cao 17. Mã số C5. Mã số C5 con xin giao lưu cô chú là 650.000. Con bao ship cho cô chú nha. Rồi mã số C6. Cô chú nào mua ví dụ như 3 cây trở lên thì con xin giảm giá cho cô chú một chút đỉnh nha. 3 cây trở lên thì con giảm giá cho cô chú một chút đỉnh ha. Rồi cây mã số C6 con xin đo thông số luôn ha. Rồi hoành thân 15 nha cô chú. Chiều cao được 16. Những cây này chơi bonsai lùng lực khá là đẹp nha. Rồi mã số C6 này con xin giao lưu với cô chú là 550.000. À, rất là đẹp cây. Chi cành đóng có. Mã số C7 nha cô chú. Không sao. Tiếp theo là mã số C7 nha cô chú. Lại. Rồi tiếp theo là mã số C7. Những cây này thì con mới vô trong bầu lại nghe cô chú. Con vẫn bao sống cho cô chú tới nhà hết. Cô chú yên tâm hết ha. Rồi con xin đó thông số nha. Hoành thân được 17 nha cô chú. Chiều cao được 23. Rồi mã số C7 này con xin giao lưu cô chú là 550.000.
Tiếp theo là mã số C8. Ủa? C8. C8 sao em đưa C10 em? C8. C8 nè. Dạ, tiếp theo mã số C8. Đây nguyên một củ đế luôn nha cô chú. Đế đặc lắm nha. Đây. Rất là đẹp cây nha. Đế thì đặc kệt luôn. Rồi hoành thân được 18 nha cô chú. Những cây này cô chú chơi bonsai lùng lực khá là đẹp nha. Chiều cao được 17 nha. Rồi mã số C8 này con xin giao lưu với cô chú là 650.000. Cây rất là đẹp, cây nở cây lắm nha cô chú. Rồi tiếp theo là mã số C9. C9, cây này đóng chi cành có nha cô chú. Giót cây lắm nha cô chú. Rồi con xin đo thông số nha. Rồi hoành thân được 18 nha cô chú. Rồi chiều cao được 23. Mã số C9 này con xin giao lưu cô chú là 550.000. Bao ship bao sống tới nhà cô chú nha. Tiếp theo là mã số C10. Số điện thoại con là 0932233513. Cô chú có xem kênh thì nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho bãi kiển con, chân thành cảm ơn nha cô chú. Rồi con xin đó thông số nha. Cô chú có yêu thương ủng hộ dùm. Rồi mã số hoành thân được 16 nha cô chú. Cây này có đế đều hết 24 giờ luôn nha cô chú. Đều bốn mặt luôn. Rồi chiều cao được 20. Mã số C10 này con xin giao lưu với cô chú là 600.000. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số C11. Mã số C11 nha cô chú. Nguyên một củ đế luôn nha cô chú. Cây lùng lực chi cành đóng có nha cô chú. Rất là đẹp nha. Rồi con xin đó thông số nha. Hoành thân tại vị trí này được 18 nha cô chú. Rồi chiều cao được 18 luôn. Rồi mã số C11 này con xin giao lưu cô chú là 650.000 nha. Rồi con xin đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số C12. Những dàn cây này có đế lắm nha cô chú. Rồi con xin đó thông số nha. Hoành thân tại vị trí này được 20, con tính 20 thôi nha, tại vì nó dính cái cộng cái chi bên đây, con tính 20 thôi. 20 21 rưỡi con tính 20 nha. Rồi chiều cao được 18 nha cô chú. Rồi mã số C12 này con xin giao lưu cô chú là 600.000. Tiếp theo là mã số C13. Lô này lô C nha cô chú. Con đánh thông số lô C nha. Rồi mã số C13. Rồi con xin đó thông số nha. Đế rất là đều nha cô chú. Vàng đế đều chảy nở đều nha. Chi cành đóng có. Rồi hoành thân con tính 18 nha. 18 rưỡi con tính 18 nha. Chiều cao được 26 nha cô chú. Rồi mã số C13 này con xin giao lưu với cô chú là 600.000. Tiếp theo C14. Tiếp theo là mã số C14. Rồi con xin đo thông số nha. Vàng lá nhỏ nha cô chú. Rồi hoành thân được 18 nha cô chú. 18 hiểu tí xíu con tính 17 thôi. Rồi chiều cao 23 nha. Rồi mã số C13 này con xin giao lưu cô chú là 500.000. 500.000 con bao ship bao sống tới nhà cô chú nha. Tiếp theo là mã số C15. Tiếp theo là mã số C15. Những cây này vàng đế rất là đẹp nha. Đế cũ nở đều. Rồi hoành được 19 nha cô chú. Chiều cao được 20. Rồi mã số C15 này em xin giao lưu cô chú là 550.000. Tiếp theo là con lên trang đỏ nha cô chú. Đỏ lá nhỏ nha. Hồi nãy vàng lá nhỏ, giờ đỏ lá nhỏ. Vàng lá nhỏ, ở đỏ lá nhỏ nha cô chú. C16, mã số C16 là vàng lá đỏ lá nhỏ. Rồi con xin hạo cái thông số nha. Rồi hoành con tính 16 nha cô chú. Chiều cao thì được 15. Rồi C16 này con xin giao lưu cô chú là 500.000. Bao ship cho cô chú tới nhà nha.
Tiếp theo là mã số C17, đỏ lá nhỏ. Cây này đóng chi cành rất là đều nha cô chú. Rồi con xin đó thông số luôn ha. Rồi hoành thân được 13 nha cô chú. Chiều cao được 18. Rồi mã số C17 này xin giao lưu cô chú là 400.000. Tiếp theo là một phôi trang đỏ lá nhỏ nữa. Tiếp theo là phôi trang đỏ lá nhỏ. Cây này nguyên một đoạn cũ nở luôn nha cô chú. Rồi con xin đó thông số nha. Cô chú nào có xem không rõ thì có gì kết bạn Zalo con chụp hình lại con gửi nha. Rồi hoành thân con tính 13 thôi nha cô chú, 14 ăn tính 13 thôi. Rồi chiều cao được 19 nha. Rồi mã số C18 này con xin giao lưu cô chú là 500.000. Tiếp theo là C19. C19 cũng là phôi trang đỏ lá nhỏ luôn. Rất là duyên cây nha cô chú. Rồi con xin đó thông số nha. Hoành thân được 14 nha cô chú. Chiều cao 28 à. Rồi mã số C19 đang xin giao lưu cô chú là 400.000 luôn. Tiếp theo là C20. C20 trang đỏ lá nhỏ luôn. Cây này có một cái dáng hồi đầu khá là đẹp nha cô chú. Rồi con xin đó thông số nha. Tại vì cây hơi nhiều rồi con quay nó hơi lẹ chút nha cô chú. Rồi hoành thân 14 nha. Chiều cao 33. Rồi trang đỏ lá nhỏ này mã số 2C20 này xin giao lưu cô chú là 450.000. Tiếp theo là C21. C21 trang đỏ lá nhỏ luôn. Rồi con xin đó thông số nha. Hoành thân được 15 nha cô chú. Chiều cao được 38. Rồi C21 này xin giao lưu cô chú là 400.000. Cô chú nào xa, tại con quay nhanh, cô chú nào xem không rõ thì có gì thì kết bạn Zalo con nha. Rồi con chụp hình con gửi lại cho xem. Dạ mã số C22 nha cô chú. Cây này có cái dáng bay nha cô chú. Đó, rất là đẹp, nhỏ nhưng mà rất là đẹp cái cây nha. Cái này con xin đo tổng cái đi ha. Rồi hoành tổng cái này là được 23 nha cô chú. Chiều cao được 15. Mã số C22 này con xin giao lưu cô chú là 400.000. Ừ nào cũng được. Rồi tiếp theo là con lên phôi giấy Mỹ nha cô chú. Cái này thì con xin giao lưu lại nha. Tiếp theo là mã số C23 phôi giấy Mỹ. Cái chỗ này là con mới cạo ra là tới thịt thịt sống luôn nha cô chú. Cái này tới thịt sống rồi nha. Con xử lý rồi. Tới thịt sống hết trơn rồi. Không 11 nha, con bao luôn á. Ở đây là nguyên bệ nha. Rất là đẹp nha. Mã số C23 phôi giấy Mỹ. Cây này thì con xin giao lưu lại, 4 phôi giấy Mỹ con giao lưu lại nha. Tại vì cũng có khách chốt và đợt rồi nhưng mà ngay chăn dùng dịch khách không nhận được. Rồi con xin đo thông số nha. Đo tại vị trí này đi. Tại vị trí được 29 nha cô chú. Tổng một cái củ đặt của em nó được 77 nha cô chú. Cành bay được 39 nha cô chú. Tại vị trí này nha. Rồi mã số C23 này con xin giao lưu với cô chú là 1.200.000. Đi vô con. Tiếp theo là mã số C24 nha. C24. 4 phôi giấy Mỹ này đợt rồi là khách mua rồi nhưng mà bị dính dùng dịch rồi khách không có nhận được. Rồi con xin đó thông số nha. Dạ hoành thân được 25 nha cô chú. Chiều cao được 33. Tổng cái hoành cũ được 50 nha cô chú. Rồi mã số C24 này con xin giao lưu với cô chú là 1.200.000. Ghi chưa? Ghi để công nữa ghi lại cực lắm. Tiếp theo mã số C25 nha.
mã số C25, phôi giấy Mỹ. Rồi con xin đo thông số nha. Cái này con quay hơi lẹ tí xíu nha. Rồi hoành thân được 26 cô chú. Tại vì nhiều cây quá thời gian nó hạn á cô chú. Rồi tổng cái hoành đế cũ của em nó là được 45 nha. Chiều cao 45 luôn. Mã số C25 này con xin giao lưu với cô chú là 1.200.000 luôn. Bao ship bao sống cho cô chú tới nhà nha. Rồi tiếp theo mã số C26. Đi ấy là để nữa đi là cực lắm. Mã số C26 cây này rất là đẹp nha. Cây này bữa hổm khách dặn 2-3 người luôn mà bị dính dùng dịch chân. Cây này đẹp, rất là đẹp cây nha. Rồi con xin đó thông số nha. Nhỏ nhưng mà năng cây lắm. Hoành thân được 19 nha cô chú. Đây con xin đo tổng cái hoành cũ nó tại vị trí này thôi là được 45 nha cô chú. Đây. Tổng hoành cũ đặt của nó là 45 nha. Rồi cái chiều cao là được chiều cao được 35 nha cô chú. Rồi cây mã số C26 này con xin giao lưu lại là 2.200.000 nha. Cây này rất là đẹp nha cô chú. Rồi tiếp theo là con lên cây me nha, mã số 26, C27 cô chú ơi. C27 nha. Tiếp theo là me, mã số C27. Cây rất là quái nha cô chú. Rất là quái cây nha. C27. Rồi con xin đó thông số nha. Nhỏ nhưng mà rất là quấn nha. Hoành thân được 11 nha cô chú. Tổng nguyên hoành cũ 32 nha cô chú. Chiều cao được 25 nha cô chú. Rồi mã số C27 con xin giao lưu cô chú là 500.000 nha. Rất là đẹp nha cô chú. Tiếp theo là mã số C28. Lô me này quấn thì gần như gắn nha cô chú, giống như lò xo vậy đó, rất là đẹp nha cô chú. Mã số C28. Đó, rất là đẹp. Rồi con xin hảo cái hoành thân nha. Rồi hoành thân con đo tại vị trí này được 14 nha. Tổng nguyên cái cũ 33 nha cô chú, 32 nha cô chú. Nguyên cành bay tại tế mặt bầu này là được 33 nha cô chú. Rồi mã số C28 này có giá là 500.000 luôn. Bao ship bao sống cô chú luôn. Cái này là me chua nha cô chú. Me chua nha. Tiếp theo mã số C29. Một phôi me chua. Đó, rất là đẹp nha cô chú. Rồi con xin đo thông số đi ha. Rồi cái hoành được 15 nha cô chú. Chiều cao được 39 nha cô chú. Rồi mã số C29 này cũng có giá là 500.000 luôn. Bao ship bao sống cô chú tới nhà luôn. Mã số C30. Quấn lò xo còn tút ở dưới đây nè. Tại vì quấn lại cho nó cứng cái bầu nha cô chú. Mã số C30. Rồi con xin hảo quá ha. Rồi có hoành được 11 nha cô chú. Chiều cao 35. Mã số C30 này có giá là 400.000. Tiếp theo là mã số C31. Như một cái lò xo luôn. Rất là quái cây nha. Lô này là người ta trồng na ná nhau không nghe cô chú. Con đo tại một điểm nào thôi. Tại vì cái này nó khó đo quá. Rồi tại vị trí này được 14 nha cô chú. Đây tại vị trí này nha. Chiều cao được 30. Rồi mã số C31 này có giá là 500.000 luôn. Tiếp theo là mã số C32. Làm những cái co này là làm từ nhỏ không nghe cô chú. Ở dĩa cây nó rất là lâu lớn nha. À, rất là đẹp nha. Cái này con thọt dây vô không được, con xin đo trên đây đi. Nó hơi nhỏ hơn tí xíu nha. Rồi được 11 nha cô chú. Nếu mà xuống tới đây khoảng chừng 13, 14 nha cô chú. Tại vì xuống đây con thọt thước không được. Rồi quanh chiều cao được 23. Mã số 32 này có giá là 450.000.
Tiếp theo là mã số C20 C33. Mã số C33. Tiếp theo là mã số C33 me chua. Rồi con xin đo hoành thân. Được 15 nha cô chú. Chiều cao được 25, 26. Mã số C33 này có giá là 500.000 luôn. Tiếp theo là mã số C34. Tiếp theo mã số C34, cây này rất là đẹp nha. À, cây này đẹp lắm nha cô chú. Rồi con xin đó thông số nha. Rồi, cái hoành được 11 nha cô chú. Đế nó cuộn dữ vậy. Rồi chiều cao được 24. C34 này con xin giao lưu với cô chú là 450.000 nha. Bao ship bao sống cô chú tới nhà một phôi me chua nha. Rồi tiếp theo là sam hương nha cô chú. Cây này sam hương nha. Cô chú nào không biết mặt bông với thì có gì kết bạn Zalo con thì con chụp hình lại cái mặt bông con gửi cho cô chú xem nha. Cái lá nó rất là thơm nha cô chú. Cái lá nó thơm lắm. Cái này là sam hương. Rồi con xin đo thông số nha. Rồi cái hoành được 15 nha cô chú. Chiều cao được 36. C35 này có giá là 550.000 nha cô chú. 550.000 C36. Tiếp theo là C35 chứ. Dạ tiếp theo là mã số C36. Mã số 35 là có giá 550.000 nha. Mã số C36. Rồi mã số C36. Rồi con xin đo thông số nha. Rồi hoành thân được 17 nha cô chú. Chiều cao được 32 nha cô chú. Mã số C36 này có giá là 550.000 luôn. Bao ship cho cô chú tới nhà, bao sống cho cô chú luôn. Rồi tiếp theo mã số C37. Rất là đẹp, rất là quái cây nha. Những cái cò lắc nó là lâu lắm nha. Rồi cái hoành tại vị trí được 20 cô chú. Chiều cao được 26. Cây này dưới củ nó to lắm nha cô chú, để con hảo củ coi. Cái củ được 31 nha cô chú. Rồi mã số C37 nè, con xin giao lưu cô chú là 600.000. Tiếp theo là sam siêu bông da me nha cô chú. Cây có đế rất là đẹp nha, đế nơm sẩm nơm hết trơn nha. Cô chú nào thích về chơi cây đổ cũng được nha. Xài cây đổ gì nha cô chú, rất là đẹp nha. Tại vì con để tượng trưng gì cho cô chú dễ nhìn ra thôi. À. Rồi con xin đo thông số nha. Này là linh sam siêu bông da me nha. 15 hoành thân nha cô chú. Rồi nguyên cái cành đổ tại vị trí này lên tới tay con là được 23 cô chú. Mã số C38 này con xin giao lưu cô chú là 550.000. Ủa có cây sam hả? Nè mã số mấy vậy? Dạ tiếp theo là mã số 39. Một cây linh sam siêu bông nha cô chú. Linh sam thì con có hai cây rồi nha. Mã số 39. Những cây cô chú về chơi cây đổ vẫn được bình thường. Đó, chơi cây đổ đúng luôn. Nguyên cái dàn đế cô chú nhìn nó cuộn trong đây nè nha cô chú. Đó. Rồi con xin đo thông số nha. Cái này hơi khó đo tí nha cô chú. Rồi tại vị trí được 12 cô chú. Xuống quanh cũ của nó thì lớn chút, được 19 nha cô chú. Chiều cao được 32 nha cô chú. Rồi mã số 39 này con xin giao lưu cô chú là 550.000 luôn. Bao ship bao sống cô chú nha. Rồi tiếp theo con lên sam trái nha. Con lên cặp nha cô chú. Cặp này là 40. Mã số C40. C40 rất là đẹp nha. Cái này là sam trái nha cô chú. Cũng ra người miền Tây thì kêu bằng cây bùm sụm nha cô chú. Đó. Rồi mã số C40. Rồi con xin hạo tổng thể cây thôi ha. Hai cây nó là ná nhau hả. Hoành thân 13 cô chú. Nguyễn cành bay được 30 cô chú.
Cây này cũng 12 luôn cô chú ơi. Rồi mã số C30 này con xin giao lưu cô chú là 700.000. Ủa C40, dạ con xin lỗi C40 nha. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo là C41. Tiếp theo là C41. Con có hai cặp với một cây lẻ nha cô chú. C41 rồi con xin hạo một cây thôi ha. Tại vì thời gian dài quá. Rồi hoành thân được 14 nha cô chú. Nguyên cành bay tại tại vị trí được 25 nha cô chú. Tế ngón tay con nha. Rồi mã số C41 này con xin giao lưu cô chú là 700.000. 700.000 nha cô chú. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo là lên một cây lẻ là cây cuối cùng trong clip luôn nha cô chú. Cây này cô chú về chơi dán văn nhân được nha. Chơi văn nhân mà quấn cái cành gớt xuống luôn rất là đẹp nha. Cây này có đế nha cô chú. Đó. Sam trái sam hương có miền Tây kêu bằng cây bùm sậm nha cô chú. Đó, rất là đẹp nha. Rồi hoành thân được 12 cô chú. Chiều cao là được 25. Rất là đẹp, chơi dán văn nhân cây này đẹp lắm. Rồi mã số C42 là con xin giao lưu với cô chú là 500.000. Rồi cũng là mã số C42 cũng là mã số cuối cùng nha cô chú. Dạ thì con mong cô chú có xem kênh thì nhớ ủng hộ kênh và ủng hộ cho con. Con xin chân thành cảm ơn cô chú rất nhiều nha. Địa chỉ của con là Tăng Lập Bình Tân Vĩnh Long nha cô chú. Số điện thoại con 0932233513 cũng là số Zalo luôn nha cô chú. Rồi con xin hết cảm ơn cô chú rất nhiều nha. Rồi có ai sắp chụp hình không? Chụp.